Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm. Thời tiết khu vực miền Đông, miền Tây và tại thành phố Hạ Long phổ biến là trời quang, đêm không mưa, ngày có nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ dao động từ 16 cho tới 28 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết khá thuận lợi cho người dân và du khách có những hoạt động ngoài trời, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 3, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa 10 km, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 cho tới 29 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang những thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai, miền Bắc tiếp tục tạnh giáo, ngày nắng, sương mù nhẹ chỉ xuất hiện vào sáng sớm. Nhiệt độ về đêm và sáng phổ biến từ 16 cho tới 19 độ. Riêng khu vực đồng bằng có nơi cao hơn. Ngày mai ở Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 26 cho tới 29 độ, có nơi cao hơn. Độ ẩm trong không khí cũng có xu hướng tăng dần, trời bớt khô hanh. Quá trình suy yếu của không khí lạnh khiến cho mưa ở miền Trung cũng giảm hơn. Trong đêm nay và rạng sáng ngày mai, mưa chỉ còn ở từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Phú Yên, nhưng lượng mưa giảm. Những ngày sau, mưa sẽ giảm hẳn, ngày có nắng, nhiệt độ toàn vùng tăng. Từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi phổ biến trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 28 cho tới 31 độ, thậm chí có nơi cao hơn. Lùi xuống phía Nam, vào chiều tối và tối mai, ở Nam Bộ vẫn xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, ở Tây Nguyên chỉ có mưa một vài nơi về chiều tối. Còn ban ngày, cả hai khu vực vẫn duy trì thời tiết nắng ráo. Nền nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động từ 28 cho tới 31 độ, còn ở Nam Bộ, nhiệt độ đêm ngày dao động trong ngưỡng từ 23 cho tới 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa, vẫn có gió đông bắc ở cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sau đó sẽ giảm dần. Còn ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, cũng như vùng biển của huyện đảo Trường Sa, trong đêm nay và ngày mai có gió đông bắc với cường độ yếu hơn ở mức cấp 4, cấp 5. Ngoài ra, ở khu vực Nam Biển Đông, do vẫn chịu ảnh hưởng của dải áp thấp xích đạo, nên có mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm thấp. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm, nên các tàu thuyền cần hết sức lưu ý khi lưu thông qua khu vực này. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết sẽ là bằng nền nhiệt độ 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước.